Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang, và hôm nay thì Quang xin được chia sẻ với mọi người cái cách nuôi chè than của Quang. Đây, hôm nay thì Quang mua hai cái con chè than truyền về mới về đến nhà. Thì như con này thì thấy người bán đã bảo rằng là vào cám rồi. Cái cám thì về thì như Quang nuôi thì Quang cho trực tiếp cái sản phẩm cám chè than của Quang đây. Cái cám chè này thì Quang cho chim ăn quanh năm, kể cả chim bổi, chim già, chim thuần, chim non, chim vánh tẻ, chim mộc sở, chè than này Quang nuôi toàn bộ bằng cái sản phẩm cám này. Đấy. Thế thì Quang hướng dẫn sơ qua cho mọi người. Nếu như chúng ta mua cái chim chè than truyền vánh tẻ mà nó chưa vào cám được thì các bạn sẽ dùng cái sản phẩm cám hạt này. Các bạn nghiền nhỏ lát vụn nó ra, sau đó thì mọi người trộn với cả cắt sâu, cắt dế, rồi thì có người dùng bằng giun đất. Đấy, sâu như mình thì thường thường thì mình hay dùng cái con sâu với con dế mình cắt nữa nha. Thì cái kinh nghiệm của Quang chia sẻ cho mọi người là cái cách vào cám ấy, thì mỗi một lần chúng ta trộn thì chúng ta chỉ trộn một chút một như này thôi. Đấy, xong chúng ta trộn vừa đủ cái lượng sâu dế độ khoảng trộn bằng này này một tí này thôi, và chúng ta trộn lên độ khoảng độ 3-4 con sâu với cả độ khoảng 2-3 con dế, chúng ta cắt ra. Đấy, chúng ta trộn vào, trộn vào thì chúng ta đổ vào cái cống ăn cho nó. Thế cái chim mà nó chưa biết ăn uống thì chúng ta nên để cái cống cám với cống nước về một phía bên như này nhé. Đấy, về một phía bên này, và cái chim nó mới nó nhảy hoảng loạn đấy, thì chúng ta sẽ sau khi cho chim vào lồng thì chúng ta sẽ cho chim, chúng ta mở áo lồng như này và chúng ta mở hé như này để đủ cái ánh sáng để cho chim nó ăn nó uống cùng một bên như này. Đấy, và chúng ta để chỗ yên tĩnh để vào cám. Thế cái cách vào cám thì trộn một ít một như thế, và sau đó thì nó độ khoảng 2 tiếng sau thì chúng ta lại trộn một ít như thế, chúng ta đổ vào. Đấy, nhiều anh em là kể cả như Quang ngày xưa là cũng chưa có kinh nghiệm ấy, là trộn đầy cả một cống vào, đầy cả sâu dế vào, xong rồi nó chỉ ăn lúc đầu thôi, về sau ấy là cái sâu dế mình trộn ấy là nó sẽ làm mất mùi cái mùi cám đi, và nó sẽ chuyển ra cái mùi hôi. Mùi hôi là con chim nó không ăn, là nhiều con là nó sẽ chết. Thì mọi người chú ý là cứ độ khoảng 2 tiếng thì chúng ta lại trộn một ít, chúng ta đổ trên nó vào thì là tốt nhất. Đấy, đây là cái cách vào cám. Vâng. Thế như Quang đây, cách nuôi thì Quang sẽ chuẩn bị sẵn một cái con chè mái thuần như này để cho chim nó sẽ tự tin để nó đỡ bị hoảng, đỡ bị nhảy. Cái này thì chắc là chim này chưa cắt cánh hay sao ấy, và cho vào cái hộp to này có nó nhảy quá. Đấy, thì thực tế thì Quang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách vào cá mới về như thế, và sẽ từng bước Quang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái các cái clip luôn. Đang xin phép để cái điện thoại cho các con chim rồi nhé. Sức này rất là dài. Thì cách gột của Quang thì cắt cánh chứ không để cánh như này. Đây, chú chim mà Quang chọn mua về để gột và để làm clip hướng dẫn cho mọi người đây. Bộ rất là đẹp, đuôi dài. Cái này thì Quang đặt của thợ bẫy, đặt của thợ bẫy ở các tỉnh này, là Quang đặt của họ, là Quang bảo là bẫy, tìm bẫy cho những cái con chim mà nó bộ nó to dài đẹp để bõ cái công mình chăng. Giá nó cao một tí nhưng mà nó bõ cái công mình nuôi. Đây. Bây giờ mà nó để cánh ấy thì vào thì nó sẽ bay nhảy loạn ở trong lồng lên. Thì Quang sẽ cắt cái cánh nó đi. Đây. Cái clip này thì Quang hướng dẫn cái cách vào cám này. Và cái hai là sẽ hướng dẫn qua cho các bạn cái cách chọn cái chú chim chòe than để chúng ta chơi hót.
Thế thì chơi hot ấy thì chúng ta chơi hot ấy thì chúng ta chọn những cái chú chim nào mà lông nó mỏng này, mỏ mỏng này, mỏ cố gắng là chọn tìm đây thì Quang cũng xem qua clip thôi, để về bắt ra tay ra thực tế đây. Đấy, Quang thích những cái con chim mà bộ nó to dài như này. Đấy, thì cái cách chọn thì về chè then hót ấy thì mọi người nên chọn những cái chú chim chân nó cao, chân nó dài và đặc biệt là phải hở cái gối này ra này. Đấy, hở cái gối này ra này. Đấy, nó đứng hở hết cả cái gối này ra này thì sau này nó sẽ di chuyển nó rất là đẹp. Thì trái lại với họa mi thì chúng ta nuôi thì chúng ta chọn cái con chân nó ngắn ngắn thôi thì nó dễ thuần. Nhưng con chòe than này thì phải chọn cái con chân dài, chân cao ráo thì sau này nó ra bộ nó đẹp, nó di chuyển nó đẹp. Đấy, thế là theo kinh nghiệm của Quang. Cái thứ hai là về cái mũi ấy. Đây này các bạn thấy này. Đấy, mũi thông xuyên từ bên nọ sang bên kia như này này, mũi thông to. Đấy. Các bạn thấy cái lỗ ở lỗ mũi chưa? Đấy, nhìn xuyên qua này. Đấy. Đấy là về cái mũi thông. Về cái đầu. Đầu mặt thì cũng nên chọn những cái chú chim nó tùy. Nó tùy từng mỗi cái chú chim nó có cái bóng bộ nó khác nhau. Ví dụ như những cái con chim nó đầu tròn, đầu táo ấy thì thường thường là nó hiền lành mà nó cũng dễ thuần dễ nuôi. Đấy, những cái con chim đầu sà ấy, thì bộ nó thì nó sẽ lì đòn hơn. Đấy, nhất là những cái con chim mà mắt nó méo xong đầu nó phương lên, đầu nó phương là các bạn nhìn nhé, là hai cái phần hai bên mắt này là nhô nhô cao hẳn lên, nhô cao hẳn, nó méo sạch lên thì những cái con đấy thì nó rất là khó thuần. Đấy, những con đầu nó hơi tròn tròn táo táo ấy thì nó sẽ lành chim hơn, thì nó dễ thuần hơn. Ở trên Face của Quang thì Quang cũng có năm ngoái thì cũng nuôi và thuần hóa, có cái clip mà nuôi về ngày 29 tháng 7 đấy, 7 con chòe chuyền đấy, và Quang cũng đã nuôi lên một con và nó chơi rất đẹp đấy, các bạn có thể vào tham khảo. Đấy. Thế còn cái trống mái thì cái con chòe chuyền này này, con chòe than chọn đấy thì đa phần là cái mỏ dưới nó đen xì này. Cái mỏ dưới này này, cái mỏ dưới các bạn xem cái mỏ dưới này này, đa phần nó đen xì là con chim trống. Cái thứ hai là những con chim này này thì ngực nó chưa có lông báo, thì chúng ta mang lắng chúng ta nhìn ấy, thì cái lông lưng này này, cái phần phía lông lưng này này, đấy nó ánh xanh lên, đấy nó có lông lưng thì bao giờ nó cũng báo trước, nó ánh xanh lên thì là con chim trống. Đấy. Cái cách cầm con chim, cách cầm con chim thì chúng ta kẹp hai cái ngón tay vào như này. Thế chúng ta ôm gọn con chim vào trong cái lòng bàn tay này thì con chim nó sẽ, chúng ta cầm lâu cũng được, nó sẽ không bị hoảng, nó không bị đau, nó không bị sợ. Đấy, thì cái cách cầm con chim thì anh em có xem các cái clip về Quang hướng dẫn về họa mi bắt ra cắt móng ấy, thì cái cách cầm con chim là chúng ta kẹp hai cái ngón tay này vào cái cổ của nó như này này. Đấy, và cái con chim chúng ta nắm hờ hờ nhẹ trong lòng bàn tay này. Đấy, con chim nó chỉ giãy giụa ở trong cái khoảng đó, nó không bị đau. Đấy, thì chúng ta cầm bao nhiêu lâu cũng thoải mái được. Đấy, về cách cầm con chim. Đấy, sau này chúng ta có thể bắt ra chúng ta tỉa cắt móng nếu là nó dài quá. Thì cái cách cầm thì Quang hướng dẫn luôn cho mọi người là cái cách cầm con chim như thế. Đấy. À, thường thường ấy thì theo các cụ có hay truyền đạt lại cái kinh nghiệm ấy thì chọn cái chú chè than mà chơi hot ấy thì chân cao này. Đấy. Đầu con thì đầu xà mắt méo. Đấy, cổ thắt mắt treo đấy, nó nhiều các cái câu thành ngữ của các cụ để lại. Đấy, thế mỗi con nó có một cái dáng vẻ khác nhau. Đấy, chúng ta chơi ấy, thì chúng ta cứ chọn những con chim mỏ nó mỏng mỏng, mỏ dưới nó mỏng mỏng như này. Con này là mỏ dưới cũng tương đối mỏng đây. Đấy, mỏ dưới nó mỏng và cái lông nó mỏng. Lông nó mỏng thì chúng ta cầm con chim mới thấy nó êm tay, nó trơn tuần tuột, đấy là những con chim lông mỏng. Còn những con chim lông dày để cầm vào nó hơi thô. Đấy. Cách gột thì vào cám như thế. Đầu tiên là phải vào cám đã. Đấy. Thế thì mỗi có mỗi người có một cái cách gột khác nhau. Có người thì buộc cánh, có người cắt cánh, có người thì xích chân. Rồi thì nhiều cách mà mọi người đã làm và hướng dẫn ở trên mạng. Như Quang đây thì Quang
gần như là Quang cắt cánh hết, cách cắt một lửa cái cánh này đi các bạn ạ. Đây, cắt một lửa cái cánh này đi này. Đấy. Thế việc đầu tiên bây giờ là mình sẽ phải cho nó vào trong lồng. Đấy, để cho nó ăn uống đã nhé. Trong các cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Đấy, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip sau nhé.